Vâng, xin chào toàn thể anh em audio. Và hôm nay thì xin phép được giới thiệu trong cái đống mà hai mươi mấy quả súp IM2 SVK 150 về, thì trong đây có một quả đặc biệt, đó là một quả còn nguyên hộp súp, được sản xuất từ những năm 1995 đấy, với giá 45.000 yên. Mà chiếc súp này hiện tại bây giờ cập nhật bên em thì mời anh em cùng xem cái độ đẹp của nó. Chiếc này bên này này là chiếc nguyên hộp súp. Chiếc nguyên hộp xốp ngày hôm nay nó có đầy đủ hết các cái giấy tờ đi theo. Đây, sách vở này, giấy phiếu bán hàng này, SVK150 này, có cả mã số này, và mã số nó trùng với mã số của thùng này. Đây này, dạng như kiểu phiếu thông quan hay gì gì đó này. Đấy, đáng để siêu tầm, đáng để tặng biếu anh em nhé. Đây, tem kho Nhật đây, vẫn còn nguyên. Và xốp của nó đây, còn đủ 4 con xốp chân, xốp chân. Và ngoài ra thì bên kia người ta đóng thêm xốp như này về cho em. Đấy, kể cả là súp Yamaha 150 này mà nguyên hộp xốp, thì kể cả là về thì cái gân này vẫn phải thay. Bởi vì gân là mình không dùng thì theo thời gian cái gân nó cũng hỏng, giống như kiểu cái lốp xe máy của chúng ta ấy. Đấy, và đây là ruột gan bên trong của quả súp này, hai quả súp này, một quả là có nguyên hộp súp và một quả là không nguyên hộp súp, nhưng độ đẹp thì cũng không khác nhau là mấy, nhưng mà cái giá trị của hộp súp là chúng ta anh em biết rồi đúng không ạ? Đó, đẹp keng luôn nhá, thùng quách này như mới, số seri đây. Đấy, số seri đấy, 367. Còn quả không hộp xốp thì đây, cũng đẹp chả thua kém gì luôn, số seri là 3318, với thiết kế 2 bát 20, 2 bát 22 phân. Đây, 22 phân chứ không phải 20 đâu nhá. 5 châm từ kép, củ loa được sản xuất tại Singapore này. Đấy, Singapore. Xương sắc gì vàng. Bộ này phối kết hợp giữa nghe nhạc và hát karaoke, không còn gì phải bàn cãi nữa. Trên sách vở của nó thì sẽ có những cái dấu hiệu như thông số chiều cao, chiều rộng. Lấy bắt loa vào đây đi. Đây, chúng ta cùng khám phá cái quyển sách của nó một chút nhé. Chúng ta sẽ biết được cái thông số kỹ thuật của nó là như thế nào. Đây này, với SVK150 thì chiều rộng của nó là 25,2 cm, chiều cao là 62 cm, và chiều sâu của nó là 41,8 cm, trọng lượng là 18 kg. Đấy. Với công suất của nó là 120W trên trở kháng là 5 ohm. Đấy, sách vở của nó đây. Đó. Và cho em xin phép được công bố giá. Giá của quả loa không nguyên thùng xốp là 4,5 triệu. Còn quả loa nguyên hộp xốp này là 5,5 triệu anh em nhé. Hơn nhau 1 triệu. Đấy, anh em thích biếu hoặc là mua hàng siêu tầm thì có em này. Rồi, mọi thông tin thì anh em liên hệ qua số điện thoại trên góc màn hình và số tài khoản em ở trên góc màn hình. Đặt cọc trước cho bên em thấp nhất là 500.000. Còn riêng quả hộp xốp thì đặt cọc thấp nhất là 1 triệu. Em sẽ ship hàng COD cho anh em đến tận nhà. Cảm ơn anh em, quý vị, các bạn đã xem và ủng hộ kênh của Phạm Thức Auto. Chân thành cảm ơn anh em một lần nữa đã xem và ủng hộ.